Có thể bạn đang bị trừ tiền mỗi tháng mà không biết đó. Điều này rất là phổ biến mà vô tình các bạn đi làm ở Úc không để ý và làm cho bạn bị trừ tiền. Mình sẽ hướng dẫn cách để kiểm tra, các bạn hãy xem hết clip này nha. Đó là các bạn có quá nhiều quỹ super. Khi mà đi làm ở Úc thì công ty sẽ đóng tiền hưu trí và quỹ super cho bạn. Các bạn du học sinh và visa 462 sau khi về Việt Nam thì có thể rút tiền này ra. Mỗi tháng quỹ super sẽ trừ chi phí quản lý. Tùy từng quỹ thì thông thường phí sẽ dao động khoảng từ 6 tới 10 đô một tháng. Với những bạn làm ở nhiều nơi, nhiều công ty khác nhau, có thể vô tình bạn không điền thông tin của quỹ super hiện tại, nên công ty sẽ đóng tiền vào một quỹ super khác cho bạn. Và khi có nhiều quỹ super thì mỗi tháng bạn phải chịu phí quản lý nhiều hơn, chỉ nên có một quỹ super thôi nha các bạn. Thì để kiểm tra bạn hiện đang có mấy quỹ super thì các bạn hãy đăng nhập vào tài khoản trên ATO. Lỡ bạn có nhiều quỹ thì cũng không sao, mà có thể nhập lại thành một quỹ nha. Thì sau đây là cách để các bạn nhập các quỹ lại. Đầu tiên thì các bạn hãy đăng nhập vào tài khoản ở ATO. Sau đó chọn mục là Super, Fund Details. Hệ thống sẽ hiện ra các quỹ Super mà bạn đang có và số tiền trong quỹ. Nếu bạn có nhiều quỹ khác nhau và muốn nhập lại thì chọn là Transfer Super. Mục From thì bạn sẽ chọn cái quỹ mà bạn muốn chuyển tiền sang quỹ khác. Còn mục To sẽ là cái quỹ mà nhận tiền chuyển vào. Tiếp theo bạn chọn Yes trong mục Provide My TFN nha, là bạn có cung cấp mã số thuế cá nhân. Khi mà cung cấp thì sẽ dễ cho bạn theo dõi quỹ super hơn. Xong rồi sẽ chọn mục là tôi đồng ý cung cấp thông tin là đúng và bạn bấm Submit. Khi làm xong thì bạn sẽ có thông báo là nộp đơn thành công. Bạn có thể bấm lưu lại cái đơn vừa điền nha. Vậy là xong rồi đó. Bạn cũng có thể dùng cách này để kiểm tra là công ty của bạn có đóng quỹ hưu trí đầy đủ cho bạn không nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy follow mình để xem thêm nhiều chia sẻ về cuộc sống ở bên Úc nha. Hẹn gặp các bạn trong những video sau. Bye bye.